Dạ, như nói trong các video trước thì tôi đã bắt đầu làm một bài mẫu về support vector machine, tức là cái FVM. Chúng ta sẽ bắt đầu tiên là import cái thằng thư viện trước. Import impa from sklearn đằng này để có một số các tính năng cần thiết. Sklearn import này, ta set cái này thì ta sẽ là để lấy dữ liệu, cắt tiếng rồi, lấy dữ liệu lần này cho lấy hẳn dữ liệu chuẩn trên của thằng sklearn cho nó dễ làm. Thế ta import sẽ SVM cũng từ sklearn from sklearn import SVM. Cái này là thuật toán đâu, đây là thuật toán SVM. Sao tiếp theo ta sẽ from sklearn nơi chấm magic đó, đây. Chúng ta import cái thằng accuracy, tức là để tính cái độ chính xác ấy, tính độ chính xác. Xem của dự đoán. Tiếp theo import from sklearn chấm model selection, chúng ta import cái hàm cho phép chúng ta chia tách dữ liệu để chuẩn bị train trên test bit. Cái hàm này dùng cho việc chia tách dữ liệu xong rồi, chạy xong rồi ta sẽ chuyển bước thứ hai. Chúng ta sẽ lấy thông tin về cái việc ung thư vú cancer data bằng là dataset chấm load load break cancer ung thư vú rồi chúng ta sẽ in ra những cái gì à? Đầu tiên là cái gì nào? Đấy là cancer data chấm facial in ra tất cả những cái tên của những cái cột của nó, cột này, cột radius này, cột smoothie này, trung bình bán kính này, trung bình cái gì đó là texture này, trung bình đường kính này, trung bình diện tích này, hay đó là về cái thằng feature nó sẽ là target này. Data.target đây mục tiêu của nó sẽ có là Marigan Benin, nó có cái hiệu này có hai phụ hiệu thử thử nào. Cancer data có các giới thiệu này, đây nó có các cái summary như này.
lại rồi, nói thực tế luôn. Ok, đó là. Đây, nó có là thông tin này. Future thì có là như này. Còn thằng target của nó không target được. Dữ liệu này, thì dữ liệu này, future name này. File name có tên này. Data module này. Đây. Target này. Đây, tên của target cũng có là Maligan, Benin. Đây, copy Maligan là cái gì? Infection là viêm nhiễm. Còn Benin. Viêm nhiễm ung thư vú là viêm nhiễm với cả này đó. À lành tính ác tính đấy, ác tính là lành tính rồi xong tên là thế ra cần kiểm tra xem là lành tính ác tính nào đúng không, vậy là không là ác tính một lành tính. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Đó là lấy dữ liệu x bằng là đưa cái thằng đầu vào của ta x bằng là cancer data chấm data còn y thì bằng là cancer data chấm target. Rồi. X ý đã xong, bây giờ ta xem tiếp theo. Là mình tiếp. Để chia tách dữ liệu đúng không? Đây. Chia tách dữ liệu. Liệu thành hai tập huấn luyện và kiểm thử. Nào. Thử bây giờ ta sẽ đầu chia tách hàm như mọi khi hàm cho các trường hình khác đã đủ rồi, đó là x trên y x test y trên y trên x test x test y test bằng trên đầu vào của nó sẽ là x và y test sai bằng 0.3 3% thuộc test còn lại là 7% thuộc là training. Ta sẽ là một cái nhóm class classes bằng Maligan Maligan hai ác tính là lành tính cái gì là Ben Benny đây không là ác tính một là lành tính thằng này là lành tính này thằng này ác tính tiếp theo tạo mô hình. Thế là thôi, đó là SVM
bằng là svm chấm sv vc mô hình. Ở đây sẽ có là kn nhân của nó, kn bằng line n, tức là nó sẽ là tuyến tính. Mô hình này là một tuyến tính. Tiếp theo là sẽ dùng miếng fit đúng không, tạo mô hình, sau đó sẽ là huấn luyện. Với cái thằng gì fit với thằng đầu ra là x truyền sau. Phần tiếp theo chúng ta kiểm tra mô hình. Hay có như sau là predict đã cần kiểm tra nó nhỉ. Xong, người ta sẽ kiểm tra tính chính xác của nó luôn. Sẽ kiểm tra chính xác của nó. Chắc là 94% đi. Chúng ta sẽ thử in kết quả nào. Sẽ có dễ. Tóm lại là khung làm việc thì vẫn như nhau. Chúng ta có thay đổi một chút cho các bài khác, chúng ta có thêm sắc tin giấy. Chúng ta có thêm là làm cái đèn model bằng SVC. Với cả thêm cái thằng này á, phân tích các này. Rồi.